Vâng, xin kính chào quý khách hàng thân yêu của NK Việt Nam. Kính chúc quý khách hàng một ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Đứng bên cạnh Khải đây là một mẫu xe mới về tại NK, đó chính là chiếc Honda City phiên bản CVT được sản xuất năm 2015. Mẫu xe này đã chạy được hơn 8 vạn rồi. Các bạn có biết mẫu xe này NK đang chào bán với mức giá là bao nhiêu không ạ? Vâng, chỉ có 389 triệu đồng thôi. Đã sở hữu một mẫu xe rất hot trong phân khúc hạng B rồi nhá. Nó tương đương những mẫu xe hạng A, 389 triệu đồng. Honda City CVT 2015. Vâng, thưa quý vị và các bạn, năm 2015 thì City chỉ có hai phiên bản thôi, đó là phiên bản CVT và phiên bản số sàn. Thì đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe City 2015. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu mẫu xe sản xuất 2015 đã chạy được hơn 8 vạn rồi nhé. Xem chủ xe đi có giữ gìn cẩn thận không. Cũng như thường lệ thì chúng ta sẽ xem qua tổng thể về phần ngoại thất của mẫu xe này. Về tổng thể ngoại thất của mẫu xe City 2015, tất nhiên thì những phần vỏ chủ xe đã tút tát sơn xi lại rồi, những cái này thì không bao giờ tránh được. Còn về kết cấu khung gầm của mẫu xe City đã được NK kiểm định rồi, cam kết hệ thống khung gầm là nguyên bản luôn. Đây mọi người có thể nhìn thấy đây, những cái phần như nắp capo nhé, nó chỉ có một vài vết xước răm khá là nhỏ rồi. Tiếp theo nữa về cái phần mặt ca lăng của mẫu Honda City được trang bị một cái thanh chrome rất là to bản nằm ở giữa. Thanh chrome còn khá là sáng này, chủ đi rất khá là giữ gìn cẩn thận luôn. Logo Honda. Rồi chúng ta cùng xem qua cái phần đèn pha. Năm 2015 thì City chỉ được trang bị là đèn pha halogen bình thường thôi, chưa có một cái công nghệ gì nổi trội cả. Tiếp theo nữa phần đèn gầm bên dưới đây, nó cũng hơi bị ố vàng một chút rồi. Cái này nó là hao mòn tự nhiên theo thời gian thôi, không tránh được. Rồi chúng ta sang phần phía đằng hông này. Ở đây thì City được trang bị một bộ mâm hợp kim nhôm rất là khỏe khoắn luôn, 5 chấu. Các bạn nhìn thấy không? Cực kỳ là khỏe này. Rồi, phanh trước là phanh đĩa, phanh sau là phanh tăng trống. Phần lòng vè bên trong nhá, hoàn toàn là rất là ổn luôn này, nó chưa bị bong chóc gì cả. Rồi, đây xe được trang bị là bộ lốp là Bridgestone này, có kích thước là 185/55R16, 16 inch. Rồi, lốp còn khá là dày. Lốp này thì quý vị và các bạn còn đi tầm độ khoảng 3-4 vạn nữa cần mới phải thay. Đây ở trên gương chiếu hậu của City được trang bị một cái giải đèn led báo rẽ ở đây. Hơi tiếc một chút thì 2015 City cũng chưa được trang bị là gương gập điện mà chúng ta vẫn phải gập cơ như thế này. Còn bên trong lòng gương đã có chỉnh điện rồi. Đây nhá, cánh cửa của City khá là chắc này, khi mọi người mở chứ nó không phải là cửa nó tháo ra hay như gò hàn gì đâu, mà đặc thù của dòng City là cửa mở khá là chắc tay, mọi người phải kéo mạnh lên một chút. Đó. Rồi chúng ta cùng xem qua phần keo chỉ của mẫu Honda City này. Rồi đây tiện đây thì chúng ta sẽ luôn xem luôn phần kết cấu cột B của mẫu Honda City. Trụ B phần bên lái. Đó. Cái phần mà có thể dễ hay bị va chạm nhất thì mọi người nhìn đó. Rất yên tâm khi mua xe tại NK, hoàn toàn là nguyên bản 100%. Khi nói đến City thì chúng ta không thể nhắc đến cái mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này. Đây mọi người có thể nhìn thấy mức tiêu hao nhiên liệu được nhà sản xuất công bố nhá. Ngoài đô thị này 4,9 lít này, kết hợp 5,8 lít. Rồi một mẫu xe cực kỳ là tiết kiệm và vô cùng rộng. Đây, nói đến City thì chúng ta phải nói đến độ rộng rãi của mẫu xe này. Các bạn nhìn thấy không? Nó khá là rộng luôn nhá. Tiếp theo nữa là sắp đến mùa hè nóng này thì xe được trang bị thêm cả cửa gió hàng ghế sau. Đó. Khá là tiện lợi luôn. Rồi ở bên dưới phần sàn xe này thì chủ xe đã bọc một lớp sàn da rồi. Đó, khi mà xe các bạn có bị bẩn thì mình cũng rất dễ dàng vệ sinh, kể cả lau chùi rồi hút bụi các thứ. Rồi chúng ta sang phần phía đằng sau xe. Ở đây thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đây, xe đã được trang bị 4 mắt cảm biến lùi zin theo xe và một trang bị cam lùi. Cái này là option chủ xe độ thêm thôi. Đây Honda City nhé, công nghệ Ivytech này.
công nghệ rất là tiên tiến luôn. Lát nữa chúng ta sẽ xem phần động cơ. Ở đây thì cụm đèn hậu mọi người nhìn nó chưa có một vết nứt vỡ gì cả, rất là đẹp luôn đèn này. Rồi CT thì chúng ta cũng phải xem qua cả phần cốp nữa, cốp thì phải mở trên này. Đó. Mở rất là dễ dàng luôn, hoặc chúng ta có thể mở bằng chìa khóa nhá. Wow, cực kỳ là rộng luôn, 520 lít. Rồi các bạn khi với tầm tiền này thì sẽ nghĩ ngay một mẫu xe hạng A Morning hoặc i10, thì tại sao các bạn không cân nhắc mẫu Honda City này. Rồi phần tiếp theo Khải muốn giới thiệu đó chính là phần khoang động cơ của mẫu xe này. Xin mời quý vị và các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, City được trang bị động cơ là 1.5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh ra công suất khoảng 107 mã kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT, nên là xe đi rất là êm ái, rất là tiết kiệm luôn. Nó tiết kiệm nữa bởi vì là xe được trang bị công nghệ iVTEC, công nghệ van biến thiên thông minh. Đó, nên là vô cùng êm ái và tiết kiệm luôn. Xe được trang bị là 4 máy nhá, mọi người nhìn thấy 4 máy này. Rất là khỏe luôn, 1.5 khá là khỏe. Rồi, chúng ta xem qua phần máy một chút nhá. Đó, những dòng xe máy Nhật này máy rất sáng luôn. 7 năm sử dụng rồi, máy khá sáng, không có hiện tượng ẩm dầu gì cả. Rất là đẹp luôn. Và khi mọi người mua ở NK thì tất nhiên NK sẽ phải cam kết nhé, phần động cơ, phần hộp số chắc chắn là phải nguyên bản rồi. Đó, phần cực kỳ quan trọng luôn. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần nội thất của mẫu xe này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi bước vào trong xe Honda City 2015, cảm nhận đầu tiên của tôi đó chính là phần thiết kế nội thất của mẫu xe này. Đó, thiết kế cực kỳ là đơn giản luôn. Trang bị là hai túi khí nhá, hai túi khí trước này. Còn công nghệ phanh an toàn thì có phanh ABS và phanh EBD rồi. Điều hòa là điều hòa cơ, chỉnh cơ bình thường thôi. Đó. Xoay này. Rất là nhạy luôn nhá. Tốc độ gió các bạn nhìn đâu. Đó, cực kỳ là nhạy. Rồi tiếp theo nữa, đây là một cái màn hình DVD thôi, cũng chưa được gọi là Android. Cái này là chủ xe độ thêm. Đó, hơi tiếc một chút thì nó hơi mờ. Nhưng mà vẫn dùng được, cảm biến nhá, DVD cảm biến vẫn dùng bình thường. Đó. Tiếp theo nữa thì phần vô lăng của mẫu xe Honda City. Đây là một chiếc xe tư nhân chính chủ chạy. Đó, mọi người nhìn nó. Phần vô lăng rất là đẹp này. Về tổng thể nội thất của mẫu xe, chủ đi khá là giữ gìn luôn. Từ cái phím còi logo ở trên đây, mọi người nhìn nó còn khá là sáng. Rồi ở trên vô lăng này có hai cái phím bấm cũng khá là hay, đó chính là phím đàm thoại rảnh tay được trang bị trên mẫu Honda City 2015 này rồi, và lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy xe City được trang bị một cái phím bấm cũng vô cùng là hay khi chúng ta đi trong đô thị, đó chính là phím bấm Econ ở đây. Đó, khi chúng ta bấm cái phím này đi và chúng ta đi trong đô thị, nó sẽ tiết kiệm cho các bạn khá mức nhiên liệu đó. Rồi, thì khi năm 2015 thì City chưa cải tiến cái nút đèn ổ Start-Stop Engine và chìa khóa thông minh, vẫn phải dùng chìa khóa cơ này bình thường. Đây là phần ghế da mà chủ xe đã trang bị thêm cho mẫu xe này. Ghế rất là đẹp nhé, ghế thể thao này. Có thêm cái tông màu chỉ đỏ ở đây, nó tăng thêm tính sport cho mẫu xe khá là nhiều. Đây, chủ đi rất là giữ gìn sạch sẽ luôn. Phần nhựa của tablo không có bị xước sát gì cả. Ok, khá là đẹp luôn. Kể cả phanh tay, cần số cũng thế. Mọi người nhìn không? Chất xe hơn 8 vạn, rất đẹp luôn. Rồi về phần phía trần xe, một chiếc xe tư nhân gia đình đi, nên là chủ xe tương đối là giữ gìn. Mọi người nhìn không? Phần trần xe khá là sáng nhé, sạch sẽ này, không có bị xù lông gì cả. Rồi, rất là ổn luôn. Hơn 300 triệu thì nói chung là mua một mẫu xe này quá hợp lý rồi. Vâng, thưa các bạn, thì vừa rồi là clip giới thiệu nhanh về mẫu Honda City phiên bản CVT được sản xuất năm 2015. Đã đi được hơn 8 vạn rồi. Mẫu xe này NK đang chào bán mức giá là 389 triệu đồng. Quý vị và các bạn quan tâm với mẫu xe này, xin mời hãy nhấc máy gọi ngay cho Khải theo số điện thoại là 091 124 1881 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp. Rồi, xin chào các bạn nhé.